Hello mọi người nha. Ở phần trước thì mình đã tiêu diệt được cái con boss cày ở trái đất và mình đã craft được, chế được cái shotgun từ cái mảnh người trên người đó. Chế được khẩu shotgun dam cũng khá là ok nè. 240 dam. Hình như max khẩu này là 500 dam thì phải. Hình như khẩu này là dam to nhất luôn. Tuy nhiên nó chỉ bắn được một viên thôi. Đến ngôi đền này, ngôi đền sẽ qua đến thế giới khác. Human, the garden on the other, the labyrinth hole. This is a nhớ là đi đường nào cho nên là mình có thể mình sẽ đi vòng vòng rất là nhiều. Ok, vào trong. What? Sure, at least that is what he is not. Yes, used, but I won't. You do. The gate had like all. It is my job. None. Your arrival is go well. Và thời gian này mình sẽ nhặt cái số mảnh trang bị để nâng cấp cái khẩu súng nhắm của mình tiếp lên. Rất đáng cho mình là ở map trái đất mình không giết được cái con rồng. Nếu giết được con rồng mình sẽ có khẩu lục lửa đó, ngon hơn là con rồng. Để vẫn có cơ hội quay trở lại để giết con rồng thôi. Giáp đầu cho nên là điểm yếu của nó phải là cái đầu. Oh,
đầu được, cho nên là không có anh sót được cái khỏi mặt. Mắng nhiêu đầu mắng vô người thì hai viên. Mắng nhiêu đầu thì nó không chết, mắng nhiêu đầu nó vỡ giáp. Cũng phải hai viên mới giết được nó. Thì nó có nhiều người mẹ đi mắc em đầu vậy nó khó. Okay, this is it. Trước khi nó tiếp cận thì ngon hơn. Mắt quét này để đi chỗ sau này sẽ mắt quét này. Chỉ có đồ, chỉ ít đồ. Không, không cho nên tặng. Mày né ngang không? Né ấy mày phải ngang.
Nếu biết được định là của ta
Đi hành nó luôn. Dòng khí bỏ đi cái đầu cái cốc chết nhá. Thank you.
Phải giờ đi dễ vậy. Thank you.
động vật kiếm chuyện. Bên được các bạn muốn đặt tên này nữa thì các bạn phía bên dưới cho mình biết nha. Gặp lại mọi người video tiếp theo nha.